Thưa quý vị, theo ghi nhận giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm từ 1 tới 3 000 đồng 1 kg trên cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng 72 tới 80 000 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, giá lợn hôm nay tiếp tục giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên, giá lợn hơi hôm nay giảm 3.000 đồng 1 kg xuống mức 75.000 đồng 1 kg và 76.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Yên Bái, Thái Bình, giá lợn hơi đồng loạt giảm 2.000 đồng 1 kg, xuống lần lượt 76.000 đồng 1 kg và 78.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg, xuống 74.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, địa phương có mức giá lợn giảm sâu nhất là Ninh Thuận với 3.000 đồng xuống còn 77.000 đồng 1 kg. Bình Định, Huế có giá lợn giảm ít hơn 2.000 đồng 1 kg xuống mức 75.000 đồng 1 kg và 78.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Khánh Hòa, giá lợn hơi hôm nay giảm 1.000 đồng 1 kg xuống 79.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Nam, tỉnh Đồng Tháp có giá lợn hơi giảm 2.000 đồng 1 kg xuống mức 78.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức 78.000 đồng 1 kg. Tương tự, tại tỉnh Bình Phước, giá lợn hơi hôm nay cũng giảm 1.000 đồng 1 kg xuống 79.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, củ dền là loại thực phẩm được nhiều bà mẹ lựa chọn để làm món ăn dặm cho bé. Tuy nhiên ít bà mẹ nào thật sự hiểu rõ củ dền có tác dụng gì đối với sức khỏe của bé. Nhiều bà mẹ hay dùng nước củ dền cho trẻ uống vì nghĩ rằng nước củ dền bổ máu. Điều này hết sức nguy hiểm, nhất là với trẻ dưới 4-5 tháng tuổi, vì có thể gây ngộ độc. Trường hợp nặng thì có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời. Củ dền có tác dụng giảm huyết áp, tăng cường lưu thông máu, thành phần nitrat vô cơ phong phú giúp tăng khả năng hoạt động thể lực. Tuy nhiên nếu ăn quá nhiều và trong thời gian lâu dài thì nitrat tích tụ, các vi khuẩn trong đường ruột sẽ chuyển hóa nitrat thành nitrit. Nitrit là chất oxy hóa mạnh, nó hấp thu vào máu và biến đổi hemoglobin. Hồng cầu tố có chức năng vận chuyển oxy từ phổi đến các mô thành methemoglobin. Trẻ dưới 6 tháng tuổi độ pH dạ dày thấp, hệ thống khử methemoglobin chuyển trở lại thành hemoglobin trong cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh nhất là trẻ sinh non nếu hấp thụ quá nhiều khiến hệ thống quá tải không khử được methemoglobin như người lớn dẫn đến ngộ độc biểu hiện ngộ độc là tím tái ngột ngạt khó thở suy hô hấp nhịp tim nhanh nhức đầu máu có màu chocolate nếu không cấp cứu kịp thời thì trẻ thiếu oxy não gây co giật bứt rứt hôn mê thiếu oxy tim gây ngưng tim ngưng tuần hoàn suy hô hấp thậm chí là tử vong Thưa quý vị, trồng cây ăn trái cho thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng hoa màu như là lúa hay là ngô. Tuy vậy, chỉ một hecta trồng cây ăn trái mà mang về thu nhập tới 1 tỷ đồng mỗi năm thì chắc hẳn ai ai cũng phải bất ngờ. Vâng, câu chuyện khó tin này mà chúng tôi đang muốn nói tới đang xảy ra tại thủ phủ trái cây Sơn La với giống na mới, đó là na hoàng hậu. Trong bản tin ba sạch ngày hôm nay thì mời quý vị cùng ghé thăm mảnh đất Sơn La để tìm hiểu về giống na đặc biệt này. 4 hecta na hoàng hậu hay còn gọi là mãng cầu hoàng hậu của gia đình anh Bùi Văn Lộc ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đang chuẩn bị cho thu hoạch. Trọng lượng trung bình mỗi quả từ 6 lạng đến 1 kg. Sau hơn 3 năm trồng, Na Hoàng Hậu đã bén duyên thổ nhưỡng Sơn La và cho ra trái ngọt. Toàn bộ 4 hecta Na Hoàng Hậu được anh Lộc canh tác hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm bón. Đến nay, Na Hoàng Hậu cho năng suất cao, ít hạt, ít bị nứt vỡ khi chín và đặc biệt giá bán cao hơn gấp 3 lần Na Thường giá bán buôn từ 90.000 đến 120.000 đồng 1 kg, giá bán lẻ từ 160.000 đồng đến 170.000 đồng 1 kg khi đưa ra thị trường. Hợp tác xã đã quyết định là thay đổi toàn bộ những cái tư duy sản xuất cũ, thứ nhất là sản xuất theo hướng nông uh, nghiệp hữu cơ, thứ hai là sản xuất theo cái quy mô nó lớn hơn. Đó, mang lại cái hiệu quả cái năng suất nhanh uh, cao hơn so với cái cách sản xuất truyền thống. Hiện tại, anh Lộc là giám đốc của Hợp tác xã Xây dựng và Nông nghiệp Bảo Khánh thuộc xã Cò Nòi. Hợp tác xã của anh hiện đang có 40 hecta na hoàng hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch. Dự kiến, na hoàng hậu cho giá trị 1 tỷ 1 hecta, có nghĩa là vụ na năm nay, hợp tác xã thu về 40 tỷ đồng. Cây la này thì sau khi đưa về Mai Sơn thì thực ra là nó phù hợp với khí hậu cũng như thổ nhưỡng. Chúng tôi sản xuất ra một cái giống na nó có hương vị ngọt riêng, tức là ngọt, thanh và rất là mát thứ hai là có cái mẫu mã này có cái trọng lượng trái rất là to thực ra là chúng tôi đã xem rất nhiều tỉnh rồi nhưng mà chưa tỉnh nào chúng tôi gặp những quả lan nó to như ở mai sơn không những là nó phù hợp với tình hình thổ nhưỡng phù hợp với sinh thái ở đây như bà con nông dân đây rất sáng tạo và nó là sáng tạo áp dụng cái quy trình và đặc biệt ở đây là tuân thủ theo cái quy trình thâm canh đảm bảo cái thực phẩm sạch sử dụng các cái phân hữu cơ thế rồi là quá trình canh tác đúng theo hướng kỹ thuật thành thử ra là cái hiệu quả cái giá trị rất cao ở đây những có những cái đối tượng cây ăn quả mà cho giá trị tới 1 tỷ hơn 1 tỷ trên một hecta như vậy là có cái giá trị rất cao và không phải trên quy mô nhỏ mà trên quy mô hàng trăm hàng nghìn hecta cho thấy rằng là một cái lợi thế chúng ta đang từng bước khai thác rất tốt Việc tìm hướng đi mới từ các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao đang mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho Sơn La. Đặc biệt sẽ tránh được câu chuyện được mùa mất giá, vẫn lặp đi lặp lại thời gian qua. Trong 9 tháng năm 2020, ngoài gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng kim ngạch xuất khẩu thì các mặt hàng nông sản chủ lực khác đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, rau quả đạt giá trị 2,5 tỷ đô la Mỹ giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019. Cà phê đạt giá trị 2,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019. Gạo đạt giá trị 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Hạt điều đạt giá trị 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019. Cao su đạt giá trị 1,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019. Hạt tiêu đạt giá trị 489 triệu đô la Mỹ, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2019. Chè đạt giá trị 156 triệu đô la Mỹ, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2019. Thưa quý vị, từ tháng 8 thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam được cải thiện sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực tăng từ 80 tới 200 đô la Mỹ một tấn. So với cuối tháng 7 năm 2020, với thuế suất giảm về 0%, lượng gạo xuất khẩu của nước ta vào các nước châu Âu trong tháng 9 vừa qua đã tăng mạnh. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo tháng 9 năm 2020 ước đạt 405.780 tấn với 202,725 triệu đô la Mỹ, so với tháng 9 năm 2019 giảm 15,35% về lượng và giảm 3,89% về trị giá cộng dồn 9 tháng xuất khẩu gạo đạt 5,012 triệu tấn với 2,46 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 0,96% về lượng nhưng tăng 11,41% về giá trị. Về thị trường, trong 8 tháng đầu năm 2020, châu Á vẫn là thị trường khu vực xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam, đạt 2,78 triệu tấn, chiếm 60,74% tổng lượng gạo xuất khẩu châu Phi là thị trường khu vực lớn thứ hai đạt 0,87 triệu tấn, chiếm 19,06%. Mặc dù xuất khẩu sang thị trường châu Âu còn rất khiêm tốn, đạt 0,07 triệu tấn, chiếm tỷ trọng 1,61%. Tuy nhiên, đáng lưu ý là một số thị trường đã có lượng xuất khẩu tăng mạnh như Tây Ban Nha tăng 219,9%, Pháp tăng 145,8%. Đây được đánh giá sẽ là tiền đề tốt để ta tiếp tục khai thác hiệu quả cơ hội thị trường EU khi hiệp định EVFTA đã bắt đầu có hiệu lực và triển khai thực thi, ngoài ra điểm nổi bật trong hoạt động xuất khẩu gạo là cơ cấu chủng loại đã và đang dần dần chuyển dịch sang các loại gạo có giá trị gia tăng cao như gạo thơm chiếm 27,33% trong tỷ trọng tổng lượng gạo xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020, gạo Japonica chiếm 3,69%, gạo nếp chiếm 10,13%. Theo EVFTA, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo gồm 30.000 tấn gạo say sát, 20.000 tấn gạo chưa say sát và 30.000 tấn gạo thơm. Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm.